Thưa quý vị, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, thời gian qua Công an thành phố Huế đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và lực lượng nghiệp vụ triển khai quyết liệt nhiều phương án kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Sau một thời gian triển khai, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Huế đã có những chuyển biến tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Xuân Phú là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, chung cư cao tầng, khu đô thị mới liên tục được xây dựng và đưa vào sử dụng. Bên cạnh những lợi ích mang lại cho xã hội, thì các chung cư này cũng đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng thuê căn hộ làm nơi tổ chức tàng trữ sử dụng ma túy trái phép hay làm nơi trú ẩn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Địa bàn phường Xuân Phú hiện có 1 chợ, 4 khu chung cư là Vicoland, Xuân Phú, Aranya và Manor Ground. Trong đó, có những khu chung cư lâu năm, đông hộ dân sinh sống và cũng là khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực tăng cường nhiều giải pháp hơn nữa, quyết tâm chuyển hóa 70-80% đối tượng địa bàn chung cư trong thời gian ngắn nhất. Vừa rồi cũng thấy một số công an cũng đến để bắt một số những người khác đến thuê trọ và cũng nghe nói là có buôn bán ma túy và cũng bắt đó. Một số đến đây là ở nhưng mà trật tự nói chung là họ không có ý thức trật tự. Có khi đêm về hôm về khuya về muộn rồi gây ồn ào cho những người dân sinh sống xung quanh. Công an phường phải thường xuyên rà soát, báo cáo với Đảng ủy, Ban Chính quyền thành phố để phối với các đội nghiệp vụ tổ chức các cái giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong việc theo dõi, giám sát các cái đối tượng nghi vấn, các cái đối tượng hoạt động nội, đối tượng hoạt động ẩn nấp tại các khu chung cư để xây dựng các phương án phối hợp với các đội nghiệp vụ để tổ chức đánh bắt, quét xóa các cái điểm căn hộ nghi vấn. Công an phường sẽ phối hợp với ban quản lý các khu chung cư đưa ra các giải pháp trong việc giám sát người vào ra các khu chung cư, đồng thời phối kết hợp với ban quản lý, ban quản trị cũng như các tổ bảo vệ để tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các căn hộ nghi vấn về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Ở một địa bàn khác là phường Phú Thượng, đây là nơi có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa nhanh, gia tăng nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác nhau. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trên địa bàn cũng có xu hướng gia tăng. Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, năm 2022, Đảng bộ phường Phú Thượng đã ban hành nghị quyết chuyên đề để thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo 138 phường Phú Thượng đã xây dựng chương trình hành động đề ra, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong công tác chuyển hóa địa bàn, Công an phường đã phối hợp với các đội nghiệp vụ đã tổ chức nhiều cái biện pháp nghiệp vụ để là ra quân trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ các cái đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng ma túy và những người nghiện ma túy. Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, thì đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đã được ổn định và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đầu năm cơ bản đã hoàn thành. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác các công tác nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cái công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua thì qua quá trình triển khai thực hiện á, thì cũng đã có đạt được những cái kết quả nhất định, đặc biệt là trong đó cái lực lượng công an là cái lực lượng nòng cốt. Thì ban công an phường cũng đã tham mưu rất là tốt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng các cái kế hoạch trong cái công tác phòng chống tội phạm. Cũng các cái kế hoạch xây dựng cũng đã bám sát được từng cái tình hình thực tế của các cái tổ dân phố trên địa bàn. Cho nên cái hiệu quả trong cái việc triển khai cái kế hoạch này cũng rất là đảm bảo. Công an cũng đã làm tốt cái vai trò của mình trong cái công tác phối hợp với các mặt trận và các đoàn thể trong cái công tác tuyên truyền cho người dân á, hướng hưởng mà trong cái thời gian tới thì Đảng ủy cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái công tác lãnh chỉ đạo, trong đó thì cũng chú trọng vào công tác phòng là chính. Thì trong đó thì cũng phải tập trung về cái công tác tuyên truyền cho người dân. Hiện nay trên địa bàn thì một số người dân cũng vẫn còn mang cái tính chủ quan, cho nên cũng tăng cường vào công tác tuyên truyền và cái công tác phối hợp và để của công an và mặt trận trong cái công tác phối hợp để xây dựng các cái phong trào mà quân dụng bảo vệ an ninh tổ quốc á, xã phù hợp với địa phương. Việc chuyển hóa thành công cả địa bàn phức tạp trở thành địa bàn xanh sạch sáng và an toàn về an ninh trật tự thể hiện quyết tâm đồng lòng của các cấp chính quyền cũng như mọi người dân, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi khu dân cư,
góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh và xây dựng thành phố không ma túy, không trộm cướp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.